Hôm nay tại Ụy ban Nhân dân huyện Long Thành, cụm thi đua số 1 của tỉnh Đồng Nai gồm thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch và huyện Trảng Bom tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Trong năm 2023, phong trào thi đua yêu nước đã được các địa phương phát động mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia tích cực theo từng lĩnh vực công tác, hoạt động. Qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, thúc đẩy các phong trào khác cùng phát triển theo như phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, giúp cho các đơn vị trong cụm thi đua số 1 đều thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra. Đặc biệt huyện Long Thành đã đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đã giúp cho dự án sân bay được triển khai xây dựng các hạng mục thuộc giai đoạn 1 đạt tiến độ theo yêu cầu của chính phủ. Tại hội nghị, huyện Long Thành đã bàn giao cụm trưởng cụm thi đua năm 2024 cho Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, cụm phó là Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị trong cụm.